mới mua về được mới nở luôn, khoảng mới nở khoảng chừng 10 phút à. Nó thè lưỡi nó bơi nè, ốc thái luôn nha, này ốc thái nè, nè thè lưỡi nó bơi nè, nó mới bỏ xuống nước khoảng mới có chừng 10 phút thôi. Đây là mấy con ốc thái trong cái trứng của mình nè, mà nở nè, đặt trên Shopee về nha. Đây mình châm này cho nó ăn cám này các bạn, đây là cám nè, cám cám chim bảy màu á, mình giả nhuyễn ra mình cho nó ăn thôi. Đây, thì nó sẽ lên nó ăn thì mau lớn nha. Đó, thì bỏ tích bèo với lên à, thôi chờ cổ trứng nó ra đây, cổ trứng này mình đặt Shopee về hôm qua vậy nè. Đấy, đây là này trứng thái nha, này trứng ốc bu nha, này trứng ốc bu thì nó khác nha các bạn, đây là trứng thái nè, đó đây là trứng trứng thái nè, nó nở cái tổ này rồi, mình lấy con nào đen á rớt cái mình lấy cái muỗng nè vớt ra đó, lấy cái muỗng nè vớt bỏ ra đó. Rồi thì khi nào nở hết thì mình sẽ quay cho mấy bạn coi nha. Thì bây giờ trễ rồi, tới giờ làm rồi, ở đây mình lấy nước cái giấy á, xong mình lấy cái bình xịt nước nè, xịt lên cho nó có độ ẩm nha bạn. Đó này, lấy giấy mình chùm lên độ ẩm thôi. Rồi đây thì đó, nở cái mình ra bỏ ra cái tô, cái mình rắc miếng cám lên bèo nè, bèo với bèo tắm nè, với cái này nè, rồi cám nè, đó mình rã vô cho nó ăn. Đó nó quậy mới có 5-10 phút thôi mà nó quậy nè, nhìn đã không, thè lưỡi nó bơi nè, khỏe lắm nha. Cái này ốc ốc thái này khỏe lắm, mà mình bỏ vô mà mình sợ nó giật cái vỏ này, có con này như chết này. Con này bể vỏ thôi mà, cái con này là do vận chuyển hay sao nó bỏ bể vỏ thôi mà, bể vỏ là con nào không bể là sống hết nha. Đó, cũng nhiều á, con này chưa hết một tổ nữa là như đây nè. Thì rồi mình chia sẻ vậy thôi các bạn. Mua bao nhiêu, mua 4 tổ 5 tổ 4 5 tổ gì á là trăm mấy á, thì ship 6 mấy ngàn nữa từ Hà Nội ship về mà. Đó, 220 Hà Nội ship về, còn cái tổ mà 49 50 ngàn không ship mấy bạn ơi, 99 ngàn cũng không ship, tại vì sao á biết, mua 4 5 tổ gì trăm mấy á, thì mới ship. Đó thì nay hôm qua về, bữa nay thì nó nở luôn rồi các bạn, mấy ốc này đen rồi, bỏ vô nước rồi. Đó. Rồi đi đâu vậy thôi nha các bạn. Đó, mình chuẩn bị đó, để đón mấy con ốc mới nở của mình.